Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào, mình là Nguyên và các bạn đang nghe podcast DeFi Discussion. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và một tập mới của cái chuỗi podcast mà bọn mình đang thực hiện. Thì cái tập tuần này sẽ là một tập rất là đặc biệt. Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung chính của tập podcast tuần này á, thì chắc là mình sẽ để cho vị khách mời đặc biệt hôm nay nói đôi lời giới thiệu về mình cũng như là gửi lời chào đến các bạn đang nghe podcast. Đầu tiên là chào anh em thính giả của DeFi Discussion. Mình rất là cảm ơn Nguyên đã mời mình đến ngày hôm nay để có thể chia sẻ thêm với anh em một số góc nhìn của mình, một builder trong thị trường blockchain gaming. Thì giới thiệu sơ qua mình một tí, thì mình là Nathan. Nếu mà anh em có xem một số video coi của Coi68 TV thì chắc có lẽ là đã thấy mình ở trong một số những video review cũng như là một số tập Crypto Lighthouse. Thì hiện tại là mình đang đứng dưới vai trò của một co-founder của H&A, là hiện tại đang là blockchain gaming guild lớn nhất Việt Nam, và rất là vui được có mặt ngày hôm nay cùng với anh em, cũng như có thể chia sẻ với anh em những idea, những insight về thị trường GameFi nói riêng và crypto nói chung. Ok, thì chắc là nhiều anh em sẽ thắc mắc là cái chỗ podcast này nó tên là DeFi Discussion, nhưng mà cái vị khách mời của chúng ta hôm nay thì lại thiên về cái mảng game. Tuy nhiên là mình nghĩ là khi mà nghe đến xuyên suốt cái hành trình của cái tập podcast này thì chắc là anh em sẽ hình dung đâu đó cái sự kết nối cũng như là sự giao thoa giữa cái mảng DeFi, một trong những mảng mà mình đang rất quan tâm, và cái mảng GameFi là cái mảng mà Nathan đang tham gia build ha. Thì cái đó là sẽ là một cái hành trình mà anh em sẽ có những trải nghiệm riêng cho mình. Chia sẻ luôn với anh em là cá nhân mình không phải là một người gọi là quá skin in the game trong cái mảng blockchain gaming, nên là mình cũng rất là hứng thú, tại vì hiện tại là anh em nghe rất nhiều về game rồi, thì cái việc mà mình có thể ngồi nói chuyện với một builder ở trong cái mảng này thì sẽ rất là thú vị, và nó đâu đó nó sẽ mở ra những cái góc nhìn nó rất là mới ha. Trước khi đi nói về những cái sản phẩm mà anh Nathan đang tham gia build á, thì mình sẽ nói về một cái lớp, một cái tầng ở dưới cái sản phẩm hiện tại của Nathan build, đó là các cái game hiện tại, đúng không? Thì trước khi nói về guild thì chúng ta sẽ phải nói về game trước đã. Thì không biết là Nathan có thể chia sẻ một xíu về cái góc nhìn của anh về cái thị trường game hiện tại hay không? Tại vì có vẻ như là sau cái đợt nóng hổi của Axie Infinity thì mảng thị trường game nó đang có một xíu trùng xuống, thì không biết góc nhìn của anh về thị trường hiện tại nó là như thế nào ha? Thì đúng là blockchain gaming ở thời điểm hiện tại là đang có dấu hiệu của một sự trùng xuống. Mình có thể hiểu là một cái sự bão hòa sau một cái thời gian mà nó khá là hype, nhưng mà điều này nó cũng cộng hưởng là từ sự sụt giảm của toàn bộ thị trường crypto. Nếu mà mình nghĩ lại về thời điểm khoảng tầm tháng 10, tháng 11 năm ngoái, thì mình thấy là có rất là nhiều những game gần như là ra mắt mỗi ngày, có những cái cộng đồng rất là lớn trên Twitter, trên Discord luôn. Và nếu mà anh em có theo dõi một số nền tảng IDO hay là game launchpad á, thì họ ra mắt game liên tục rất nhiều, và thậm chí là trong một ngày họ có thể là ra mắt 1-2 game, mà có thể nhiều hơn nữa. Thì như vậy nó vô hình chung là đối với góc nhìn của một người chơi game, giả sử là nếu mà mình là một người trong cộng đồng, mình muốn chơi game thì nó sẽ khá là khó cho mình, tại vì mình sẽ không biết là follow hay là chọn game nào để chơi. Và khi mà đến thời điểm hiện tại là khoảng tầm tháng 2 năm 2022, thì những dự án game chúng ta đã thấy là về mặt số lượng thì nó có vẻ là ít đi, nhưng mà thật sự mà nói thì đây là một cái giai đoạn nó rất là hợp lý và rất là phù hợp để mà thanh lọc thị trường, đặc biệt là đối với những builder thật sự thì họ sẽ trụ lại được và họ hoàn toàn tập trung. Ví dụ như họ có thể tập trung hồi xưa là 50% thì bây giờ họ có thể tập trung hơn 100-200% để mà build sản phẩm, build game của họ nè, build những cái mô hình kinh tế về gameplay, build cộng đồng rồi vân vân. Thì nó cũng là một cái lúc mà rất là phù hợp để mà toàn bộ thị trường có thể nhìn nhận lại và đâu là những game thật sự ở lại với thị trường. Và cũng như một cái ý nãy giờ mình có nói là nếu mà thị trường đi lên quá nhiều thì builder họ sẽ rất là khó tập trung. Và chắc nói thêm một ý nữa là đối với những cái game mà gọi là có thể thu hút được một lượng người chơi lớn, một lượng cộng đồng lớn, thì mình hay gọi là game AAA á, thì nó cần rất nhiều thời gian để xây dựng. Ví dụ như trong game truyền thống chúng ta có Dota 2,
Dota 2 thực chất là họ bắt đầu lên idea là từ 2009, nhưng mà họ phải build tới 2013, có nghĩa là 4 năm mới chính thức ra mắt. Có Liên Minh thì bắt đầu idea từ 2005 tới 2009 thì họ mới ra cái bản close beta, là cái phiên bản chỉ dành cho một số những người nhất định được chơi thôi, và sau đó thì mới đưa ra thị trường. Và tính đến thời điểm này thì những cái game như thế này đã có một cái lượng cộng đồng rất là đông đảo, một cái lượng người chơi rất là lớn. Và điều đó chứng minh thấy một điều là một cái game AAA cần rất là nhiều thời gian, công sức, nguồn lực để đội ngũ có thể build, và sau đó thì có thể xây dựng được một cộng đồng người chơi trung thành với game. Và đối với game blockchain thì nó còn một yếu tố nữa, đó chính là mô hình kinh tế trong game tách biệt ra khỏi cái gameplay. Thì mình nghĩ là những cái điều đó cộng hưởng lại, đây là một cái thời điểm rất là phù hợp để cho thị trường có thể nhìn nhận lại, cũng như là những builder có thể tập trung build những cái sản phẩm của mình. Nathan có nói một cái ý mà mình thấy rất là hay, đó là các builder sẽ tập trung build lại được cái sản phẩm để cho nó tăng được chất lượng lên. Một ý em thắc mắc đó là dạo gần đây thì chúng ta sẽ thấy là Axie họ đang có những cái thông báo liên quan đến thay đổi một vài cái thông số trong tokenomics của họ. Thì không biết là anh Nathan có quan sát được những mô hình thú vị nào sắp tới hay không, và những cái chi tiết nào trong tokenomics mà người dùng nên theo dõi để có thể có được những cái cơ hội tìm ra được những cái game mà kiểu như Axie, tức là Axie 2.0. Thì chắc là để anh Nathan chia sẻ về vấn đề này ha. Thì gần đây là Axie họ có tung một cái bản cập nhật, chắc là phải là rúng động thị trường luôn, đặc biệt là những người chơi Axie. Thì nó đang hơi dịch chuyển theo hướng là những người chơi họ sẽ phải có kỹ năng, có trình độ thì họ mới earn được, và họ sẽ cắt cái phần thưởng là PvE đi để tập trung cho PvP, tăng phần thưởng AXS cho leaderboard, và sau đó là tăng những cái phần thưởng liên quan tới giải đấu. Thì điều này nó vô hình chung nó sẽ khiến cho mình thấy một điều là để mà thật sự earn được trong game á, thì người chơi phải thật sự là có kỹ năng, có trình độ, phải hiểu về game, chứ không phải chỉ đơn thuần là mình chơi khoảng tầm một thời gian ngắn mà mình có thể earn được. Thì đây là một cái hướng đi mà mình nghĩ là nó khá là tiên phong của đội ngũ Axie trong việc là thay đổi lại tokenomics của SLP, tức là về cái tổng cung cũng như là những cái liên quan tới SLP. Thì cái ý này nó cũng là một cái ý mà dạo gần đây mình thấy trên Twitter họ cũng đề cập rất là nhiều. Và hiện tại là do game nó đang đi theo hướng mang tính chất là hơi kỹ năng nhiều một tí ấy, nên là có rất là nhiều guild họ cũng bắt đầu build những cái liên quan tới esports. Và mình thấy là đây sẽ là một cái điều gì đó mà Axie chẳng hạn, Axie nói riêng và có rất là nhiều game nói chung, nó sẽ take off trong năm 2022. Ngắt lời đây thêm một xíu, tức là cái kỹ năng trong game thì anh có thể nói sâu hơn về cái yếu tố này được không? Tức là trước đây thì mọi người sẽ nghĩ nhiều về blockchain gaming là những cái game kiểu như thẻ bài á, thì nó hơi cá nhân em nghĩ thì nó hơi boring một xíu. Thì chắc là để anh Nathan nói kỹ thêm về cái chi tiết là cái kỹ năng trong game cụ thể nó sẽ là như thế nào hả? Thì có lẽ là do Axie Infinity nó đạt tới một cái độ là quá lớn, nên là anh có rất là nhiều anh em nghĩ là blockchain gaming chỉ là thẻ bài, nhưng mà thật ra là có rất rất nhiều game, có những game MOBA nè, có những game bắn súng nè, nó có rất nhiều game khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khi mà mình chơi một game gì đó, nó sẽ luôn luôn có một cái yếu tố là về trình độ và kỹ năng người chơi trong đó. Lấy ví dụ như Axie chẳng hạn, thì đối với những người mà nằm trong ví dụ như top 10 leaderboard đi, thì ngoài những cái mà kiểu như cơ bản hiểu về kiểu như là chất của Axie nè, hiểu về lá bài, hiểu về những cái cách thức vận hành của trò chơi, họ còn phải tính toán được xem là đối phương đang suy nghĩ gì, liệu là đối phương hành động như thế nào trong một trận đấu, và với những cái mà họ đang có thì họ nên làm gì trước, làm gì sau. Thì đó vô hình chung nó sẽ tạo nên một cái gọi là kỹ năng, và những cái kỹ năng này nó sẽ khá là độc nhất. Tức là mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ riêng về trò chơi, và khi mà họ áp đặt cái suy nghĩ của họ vào trò chơi thì nó sẽ tạo thành một cái bộ kỹ năng của họ. Thì điều đó nó khá là thú vị trong cái trò chơi Axie. Nhưng mà nếu mà mình phóng ra một tí á, thì những cái trò chơi mà ví dụ như sử dụng thao tác tay nhiều, hoặc là ví dụ như Titan Arena chẳng hạn, hoặc là những cái trò chơi bắn súng chẳng hạn đó, thì nó cũng thể hiện cái độ kỹ năng rất là lớn, với việc là thao tác tay của người nào nó nhanh hơn chẳng hạn, hay là nó chính xác hơn. Tức là nó sẽ sát hơn với cái những cái game truyền thống hiện tại mà chúng ta đã quen biết,
chứ không hẳn chỉ là chúng ta bấm một vài cái nút xong xuôi là chúng ta có token và chúng ta đem đi cash out, đúng không? Đúng rồi. Cái ý thứ hai hồi nãy em có đề cập là cái tokenomics á, thì chắc là để Nathan chia sẻ sâu hơn về những cái chi tiết thú vị xoay quanh tokenomics của một cái game mà anh em cần chú ý ha. Yeah. Thì thông thường khi mà nói về tokenomics của blockchain gaming thì chắc là cái tokenomics mà gọi là phổ biến nhất mà anh em sẽ nghĩ tới đó chính là mô hình của Axie. Thì đối với Axie là mình sẽ có hai token, token quản trị là ASS, token utility earn được trong game là SLP. Thì token SLP là một cái token có nguồn cung là vô hạn. Vậy thì đây là một cái mô hình mà thành thật mà nói thì qua quá trình là mình cũng có làm việc với nhiều game thì mình cũng thấy là có khá là nhiều game là họ gọi là họ dựa trên cái mô hình này và phát triển lên. Bên cạnh đó thì cũng có một số mô hình mới, ví dụ như là có những game họ chỉ có một token in game duy nhất thôi và họ sẽ sử dụng token đó xuyên suốt trong game, và cái người phát hành game họ phải làm sao để mà chống lại cái sự lạm phát của token in game khi mà nó được min quá nhiều so với cái lượng burn. Và có những game thì họ lại có 3 token luôn, ví dụ như mình có một token utility, một token quản trị và một token gọi là token không biết gọi từ gì nhưng mà gọi từ là siêu quản trị đi ha, tức là trên cả cái token quản trị. Thì mình nghĩ là bất kỳ một mô hình nào thì nó cũng sẽ có điểm ưu điểm nhược của nó, cho nên là không có một cái mô hình nào là hoàn toàn tối ưu cho mọi game cả. Nó sẽ tùy thuộc vào thể loại game, ví dụ như game bắn súng sẽ nên có một mô hình khác so với game metaverse chẳng hạn, và cái cách thức play to earn mà nhà phát hành muốn phát triển trong game thì từ những yếu tố này họ sẽ tìm ra một cái mô hình phù hợp nhất cho họ. Mình có thể lấy ví dụ luôn, ví dụ như có một cái game này nó thậm chí còn không có token cơ mà nó cũng khá là phổ biến, đó là Sore. Sore thực chất là một cái gọi là, nếu như mà hồi xưa mình có hay ăn bánh boca thì nó sẽ có mấy cái thẻ cầu thủ ở trong bịch bánh, xong rồi mình đem cái đó đi chơi với anh em, đúng không? Nó cũng khá là vui, tạo thành một cái team chẳng hạn đấy. Thì Sore họ đem cái ý tưởng đó và họ không có token, họ vẫn có những cái thẻ cầu thủ như vậy và người chơi hoàn toàn có thể earn bằng việc là trade những cái lá bài như vậy. Và bên cạnh đó là Sore họ có tổ chức những cái gọi là tournament, gọi là mỗi 2 tuần, và ai mà đạt được một cái vị trí nào đó trong cái tournament đó thì hoàn toàn có thể earn được reward đến từ Sore. Thì đó là có những cái idea rất là hay về việc earn ở trong game, và nó cũng sẽ tùy thuộc vào game nữa. Và nó có những game khác, nó sẽ có những cái yếu tố khác, ví dụ như có một game nữa chắc tiện nói luôn là Crypto Rider. Thì Crypto Rider là một game đã ra game và cái cách mà để earn ở trong game này á là mình sẽ mua một con NFT vào OpenSea, sau đó mình sẽ cử con NFT này đi gọi là đi cảnh giống như Pokemon vậy, và trong quá trình đi cảnh thì mình sẽ nhận được những cái vật phẩm trong game và mình sẽ đem cái vật phẩm trong game đó đem lên Sushi Swap mình bán đó. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần như là đi farm SLP hay là đi farm những cái token utility khác của những game khác. Sẵn tiện là đang nói về cái xu hướng á, thì chắc là một vài cái insight nho nhỏ về cái hệ sinh thái game ha. Thì không biết là anh Nathan có nhận định như thế nào về các cái hệ sinh thái, có so sánh như thế nào giữa các cái hệ sinh thái game hiện tại, tại vì GameFi bây giờ nó không chỉ còn là riêng ở trên một cái chain, ví dụ như BSC như ngày xưa nữa, mà bây giờ Avax thì họ cũng đã có những cái game của họ rồi, Solana rồi Polygon, thì thậm chí họ còn có một cái studio game luôn. Thì chắc là để anh Nathan nói qua về những cái sự khác nhau giữa các cái hệ sinh thái game ha. Thì nếu như mà anh em dạo gần đây có theo dõi thì chắc là có một số game ở trên Avax cũng như là Solana đang có một cái sự gọi là phát triển về mặt gọi là cộng đồng, bên cạnh đó là có rất là nhiều người biết tới họ. Lấy một cái tên ví dụ như trên Avax có Crabada chẳng hạn, Solana sẽ có những tựa game như Star Atlas chẳng hạn. Đó thì cái này thì mình sẽ chia sẻ về quan điểm cá nhân trước. Thì bản thân mình, nếu mà mình sẽ tập trung vào những hệ sinh thái nào đó thì mình sẽ tập trung vào hai cái chain mà mình vừa nói là Solana và Avax. Nhưng mà cái điều này nó cũng không phải là một cái yếu tố tiên quyết đối với bản thân mình. Khi mà nhìn vào một game, mình có thể sẽ không quá quan tâm tới chain, nhưng mà mình có thể quan tâm nhiều hơn tới những cái như là đội ngũ nè, những cái như gameplay và mô hình kinh tế trong game như mình đã nói có khá là nhiều. Thì thực tế mà nói thì mỗi chain thì nó sẽ có những cái gọi là ưu và nhược khác nhau. Nếu mà bây giờ kể ra thì nó quá dài,
Nhưng mà có khá là nhiều game ở trong thời điểm khoảng tầm tháng 10, tháng 11 mình thấy là build trên BSC. Nhưng mà ở thời gian gần đây thì mình thấy họ dịch chuyển qua bên AVAX, Solana hay là Polygon cũng có. Trong tương lai thì nó sẽ là một cái gì đó rất là khó nói. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều những cái option cho những nhà phát hành game, tùy thuộc vào là cái game của họ, gameplay của họ nó sẽ phù hợp với chain nào chẳng hạn. Thì họ có thể là tập trung vào phát triển gameplay trước, và sau đó họ có thể lựa chọn một cái chain nào đó phù hợp với họ sau cũng được. Và có một cái nữa mình cũng khá là chú ý trong thời gian gần đây á, nó chính là một cái layer 2 trên Ethereum mà nó tập trung nhiều NFT. Cái này tên là Immutable X. Thì Immutable X gần đây là họ có công bố hợp tác với lại GameStop. Thì GameStop là nếu mà anh em có chơi chứng khoán truyền thống á, thì chia cổ phiếu GME á, thì nó là một cái câu chuyện khá là vui ở thời điểm khoảng tầm 1-2 năm trước. Điều này cho thấy là thật ra mà nói thì có rất là nhiều những cái bên truyền thống họ bắt đầu quan tâm tới lĩnh vực blockchain gaming, tới những cái chain như vậy. Họ phát triển những cái chain này để mà sau này ở đây họ có thể xây dựng thêm những cái dự án game trên đó. Và những cái hệ sinh thái nào mình nghĩ là cũng sẽ đáng chú ý thôi. Quan trọng là cái chất lượng game trong tương lai nó sẽ như thế nào, cái đó nó sẽ quan trọng hơn đối với mình. Chắc là nhiều anh em nghe đến đây thì thắc mắc là GameFi với lại DeFi thì sẽ kiểu liên quan như thế nào với nhau á. Trước đây á, thì mọi người sẽ thấy là DeFi nó là một cái hệ sinh thái hoàn toàn tách biệt. Còn blockchain game á, là nó như kiểu là một cái mạng thị trường hoàn toàn tách biệt luôn. Nhưng mà dạo gần đây thì chúng ta thấy là nhiều dự án DeFi truyền thống thì họ cũng đã ứng dụng nhiều cái công nghệ NFT rồi. Rồi các cái marketplace thì nó cũng niêm yết các cái nhân vật ở trong game, giống như là anh Nathan này có chia sẻ. Rồi ngược lại về phía các game á, thì họ cũng bắt đầu muốn xây dựng luôn cả những cái hệ sinh thái DeFi xoay quanh cái sản phẩm game của họ. Thì không biết là anh Nathan nghĩ như thế nào về cái xu hướng giao thoa này ha. Thì nó sẽ trong tương lai thì hai cái mạng này nó sẽ trông như thế nào? Cái sự kết hợp giữa hai mạng này nó sẽ là ra sao? Thì cái này chắc là nó thiên về quan điểm cá nhân nhiều hơn. Mình nghĩ là sẽ có nhiều người họ sẽ cảm thấy là GameFi nó cũng khá là giống DeFi ở một khía cạnh nào đó. Nó cũng sẽ giống như gọi là thời điểm này của GameFi nó cũng sẽ giống như DeFi Summer 2020 chẳng hạn. Có rất là nhiều yield farming. Thì bây giờ thì đối với GameFi thì mình nghĩ là nó sẽ có một cái lượng gọi là cộng đồng khá là khác với DeFi. Tại vì những người ví dụ như tham gia GameFi mình thấy á, là có rất là nhiều người họ gọi là không biết gì về crypto cả. Và kiểu như họ chơi game vì họ thấy thích game đó, họ thấy vui thì họ chơi. Thì mình thấy là cái lượng cộng đồng hai bên về cơ bản là nó không có giống nhau lắm. Những người ví dụ như tập trung vào DeFi thì thường thì có thể ví dụ như là mình sẽ không có chơi game quá nhiều. Hoặc ngược lại chẳng hạn. Nhưng mà về sự giao thoa thì mình cũng có thấy một số dự án họ đã bắt đầu gọi là làm về cái yếu tố này. Một cái dự án tiêu biểu mình có thể nhắc tên ở đây đó chính là DeFi Land. Thì cái DeFi Land này họ đặt một cái tên trên tiêu đề của họ rất là hay là Gamify DeFi, tức là biến DeFi thành một cái gì đó nó có thể có tính game trong đó. Yeah, chính xác. Và cái tựa game này thì nó đi theo hướng là game nông trại. Nó giống như cái game nông trại vui vẻ hồi xưa mà trên Zingme mà nhiều anh em hay chơi. Thì nó cũng là một cái cách mà kiểu như là giáo dục cho mọi người về DeFi một cách khá là rất là friendly, rất là dễ hiểu, dễ học. Thì anh em có thể follow dự án này, đem một dự án cho Solana. Ok, thôi thì nãy giờ thì chúng ta cũng đã lược sơ qua và đi vào một vài cái chi tiết liên quan đến thị trường game rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề, một cái mô hình mà nó rất là thú vị. Và hiện tại thì anh Nathan cũng đang là tham gia xây dựng một cái gaming guild đúng không? Một cái mô hình rất là mới. Thì anh Nathan có một cái cách giải thích đơn giản gaming guild cụ thể nó là cái gì không, và cái vai trò của nó là gì trong cái thị trường gaming hiện tại? Thì đối với gaming guild á, thì nếu mà mình giải thích một cách đơn giản nhất luôn thì mình sẽ quay về một cái trò chơi không biết là Nguyên có chơi hay không, đó chính là Genny.
Benny. Benny nó giống Game Bao ngày xưa, nó kiểu bắn nhau qua lại đó. Đúng rồi. Thì lần đầu tiên mà bản thân mình nghe tới chữ guild là nhờ cái game Genny này. Và thực chất á, là guild nó sẽ là một cái cộng đồng người chơi, gọi là trong một cái game như vậy. Nhưng mà đối với GameFi á, thì guild nó cũng sẽ là một cái cộng đồng người chơi giống như vậy. Và khi mà ví dụ như mình là một người builder về game đi, và mình muốn đem game ra cộng đồng, thì cái cách mà đơn giản nhất là mình có thể gọi là hợp tác với guild để guild có thể bootstrap một cái lượng cộng đồng ngay từ đầu, cho cung cấp một cái lượng người chơi cho game. Và bên cạnh đó là đối với GameFi, đặc biệt đối với những blockchain gaming, thì ví dụ như Axie Infinity, thì thời điểm mà gọi là cực thịnh và gọi là mắc nhất luôn thì một team Axie nó sẽ rơi khoảng tầm 1.000 đô và thậm chí là có thể lên tới 1.500 đô. Thì có rất là nhiều người họ không có thể gọi là chi trả được số tiền đó để có thể bắt đầu chơi game, thì Guild sẽ cung cấp những scholarships, những suất học bổng để cho những anh em nào quan tâm tới về game có thể tham gia earn, và kiểu như là mình có thể tham gia một cái guild cùng nhau chơi với rất là nhiều người khác, và bên cạnh đó có yếu tố earn ở trong đó nữa. Thì mình nghĩ là cái đó là cái cách mà gọi là giải thích đơn giản nhất của mình về guild. Bên cạnh đó thì nó sẽ có nhiều hướng khác mà mỗi guild đang phát triển, nhưng mà cái này thì chắc có thể mình sẽ chia sẻ ở phía sau. Sẵn tiện là chúng ta đang nói về khái niệm guild ha, thì có đọc một vài cái bài viết ở rất nhiều các cái blog, các cái nền tảng chia sẻ nội dung, thì họ nói thêm về cái khái niệm là sub guild. Thì chắc là anh Nathan giải thích thêm. Ok, sub guild thì mình có thể hiểu nôm na là nó sẽ là những cái guild nhỏ hơn của một cái guild lớn, và nó cùng nằm trong một cái hệ sinh thái của cái guild lớn. Thì mình có thể hiểu ví dụ như là, ví dụ như giả sử H&A là một cái trường đại học đi, thì sub guild có thể là những cái lớp học. Tức là mỗi lớp nó sẽ có một cái cộng đồng riêng của nó, nó sẽ có một cái lượng người riêng của nó, nhưng mà về cơ bản là tất cả các lớp học đều nằm dưới sự quản lý của trường đại học đó. Vậy thì guild và sub guild, cái mối quan hệ nó cũng sẽ như vậy thôi. Và mình nghĩ là đối với guild và sub guild thì nó có rất là nhiều cách để hỗ trợ nhau, cùng nhau đi lên. Ví dụ như là với sub guild, họ sẽ có những cái lượng gọi là cộng đồng riêng của họ, tức là họ sẽ có những cái gọi là hợp nhau về tính cách chẳng hạn, về sở thích, về hành vi rồi vân vân, thì họ sẽ thích tham gia vào những cái cộng đồng nhỏ hơn như vậy. Thì sub guild khi mà còn nhỏ thì họ sẽ không có những cái liên quan tới gọi là sản phẩm, hay là những cái cách thức vận hành trong guild nó chưa được tối ưu, hay là thậm chí là về NFT in game, họ có thể là chưa có những cái tốt nhất. Thì những cái guild lớn hơn có thể sẽ hoàn toàn cung cấp được cho sub guild những cái sản phẩm như vậy. Ví dụ như mình sẽ có những cái tool liên quan tới là quản lý scholar như thế nào nè, ví dụ như có thể track được là scholar một ngày earning của họ là bao nhiêu, thì mình hoàn toàn có thể cung cấp được những cái sản phẩm như vậy cho sub guild có thể sử dụng. Bên cạnh đó thì guild khi mà làm việc chung cũng như hợp tác với sub guild thì có thể có thêm được một cộng đồng người chơi nữa đến từ những sub guild, và như vậy thì cả hai bên ở đây là cùng win-win. Và một ví dụ sắp tới thôi, đó chính là H&E là sẽ có khá là nhiều những sub guild là đặc biệt là dành cho Cyborg Scholarship. Thì anh em có thể là tham gia Discord của H&E để có thể tìm hiểu thêm về những sub guild cũng như là guild của H&E luôn. Nó kiểu như là DAO và sub DAO vậy đúng không? Kiểu như là thay vì một cái mạng lưới to thì nó sẽ chia ra từng cái nhóm để dễ quản lý hơn đúng không? Có thể hiểu theo hướng đó cũng được. Không biết là trên đây có cái định hướng đi theo một cái DAO không? Tại vì thường thì các cái model guild ở trên thế giới thì họ cũng cho biết là họ sẽ đi theo cái hướng là DAO và phi tập trung hóa cái quản trị cho cộng đồng của họ. Thì không biết là trên đây nghĩ thế nào về cái xu hướng này? H&E thì hiện tại là đang xây dựng một DAO, và mình thì team mình đang đi trên một cái hành trình như vậy. Thì rõ ràng thì như cũng như Nguyên nói là trên thế giới là có rất là nhiều guild, họ đang hướng theo là trở thành một DAO. Họ sẽ chia quyền quản trị, phân quyền quản trị cho tất cả những gọi là thành viên trong cộng đồng. Lấy ví dụ như là chúng ta có Merit Circle nè, những thành viên trong Merit Circle hoàn toàn có thể vote
về những cái hướng đi sắp tới của Mirror Circle chẳng hạn, hay là ví dụ như Avocado DAO nè, họ đặt cái DAO lên lên cái tên của họ luôn, là chứng tỏ là cái hướng đi của họ là đi theo hướng DAO hẳn. Thì mình nghĩ là đối với H&A thì chắc chắn là DAO sẽ là một cái hướng đi trong tương lai, và những người mà hold token của Guild, ví dụ như có thể hold token của Merit Circle, hold token của Avocado hoặc là hold token của A8 chẳng hạn, là họ hoàn toàn là có thể vote về cái phần quản trị của họ. Thì họ hold càng nhiều thì cái quyền vote của họ sẽ càng cao, và họ sẽ có thể là định hình được hướng đi cho một cái guild hay một cái DAO trong thời gian tới. Một cái alpha leak nhỏ nhỏ đúng không? Thì hồi nãy anh Ethan có nói về cái việc là cái DAO nó sẽ được quản lý, quản trị, và nó chia cái quyền vote ra cho nhiều người dùng thông qua cái token. Nhưng mà có một cái định dạng token khác á, là cái NFT, thì cũng khá là thắc mắc. Tại vì NFT thì nó cũng bản thân nó cũng là một cái token thôi, nhưng mà cái đặc trưng là nó mỗi cái token thì nó sẽ khác nhau, và nó có cái ID riêng khác nhau. Và H&A thì em nhớ không nhầm thì vào tháng 1 là đang có cái chương trình là Mint NFT thánh giống đúng không? Thì cũng thắc mắc là cái NFT này nó sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái hệ sinh thái guild của H&A ha? Gần đây thì H&A có tổ chức một cái sự kiện Mint NFT thánh giống, thì nó rơi vào tầm khoảng gọi là chắc là đầu tháng 2 gần đây thôi. Và NFT thánh giống thì có khá là nhiều use case khá là thú vị, và cũng nốt lại với anh em là đây mới chỉ là NFT drop đầu tiên của H&A. Một số những thông tin là tổng lượng cung đợt này thì đang có là 8888 NFT chia làm 3 phiên bản, dựa theo cấp bậc của những người tham gia vào guild H&A luôn. Mình đi hơi xa nhưng mà quay trở lại về use case á. Đầu tiên là chúng ta sẽ hoàn toàn có thể là những người sở hữu NFT này sẽ có thể tham gia được vào một cái group riêng ở trên Discord. Cái này thì nếu như anh em nào đã nhận được NFT rồi á, thì hoàn toàn có thể lên Discord của H&A, verify bởi ở cái channel tên là Verify Thánh Giống NFT, làm theo các bước trên đó là có thể vào được cái room riêng. Ví dụ như sở hữu General thì sẽ vào một cái group chỉ những người sở hữu General có được. Và ở những group này thì bọn mình sẽ có rất là nhiều những cái plan trong tương lai, tức là mình có thể share trước cho anh em chẳng hạn là những cái dự định sắp tới ở trong những cái group kín như thế này. Bên cạnh đó là những người sở hữu NFT có thể là tham gia vào những scholarships trước những người khác. Ví dụ như bên H&A thì cũng sẽ có offer một lượng nhất định scholarships, và mình sẽ ưu tiên những ai hold NFT. Bên cạnh đó là sau này khi mà H&A hợp tác với những game thì sẽ có thể tham gia vào những phiên bản gọi là alpha beta testing cho game, và thường thì họ sẽ chỉ cho một cái lượng slot nhất định để có thể tham gia vào alpha beta testing này thôi. Thì những người sở hữu NFT cũng sẽ có quyền lợi để tham gia vào này. Và trong tương lai thì H&A sẽ cho ra mắt một số sản phẩm. Hiện tại thì bọn mình đang trong giai đoạn gọi là phát triển nó, và sẽ cập nhật thêm cho anh em trong tương lai về nó. Và những sự kiện ví dụ như là tournament, ví dụ như là những event hợp tác với lại những game khác, thì hoàn toàn là những người sở hữu NFT họ sẽ được cái quyền lợi hơn là những người không có. Thì NFT hiện tại của H&A thì nếu như mà mình không tham gia campaign thì mình hoàn toàn có thể là mua bán ở trên Magic Eden. Thì hiện tại H&A cũng đã tung collection về thanh giống NFT ở trên Magic Eden rồi. Wow, cái NFT này nó như kiểu là cái để so sánh ở bên DeFi thì nó giống cái Digital Score á. Kiểu như là ai mà đạt được cái ngưỡng Digital Score bao nhiêu thì sẽ được ưu tiên test các cái sản phẩm đúng không? Yeah. Thì cũng khá là hay, một cái use case khá là hay. Sẵn là đang nói về NFT thì không biết anh Nathan nghĩ như thế nào về cái tiềm năng của NFT trong tương lai ha? Tại vì hiện tại thì NFT nó đúng là nó đang hot và nó rất là phổ biến, nhưng mà cái vai trò của nó thì hiện tại đang chỉ là những cái collection mọi người kiểu như sưu tập thôi, mua bán ở trên các cái trên các cái marketplace thôi. Thì không biết là cái góc nhìn của anh về cái use case xa hơn trong tương lai cho những cái NFT này là như thế nào ha? Ý là NFT toàn bộ thị trường luôn hay là NFT thánh giống của H&A? Chắc là mình sẽ nói toàn thị trường đi. Ok. Mình nghĩ nha là NFT nó không còn phải là một thứ gì đó tiềm năng nữa rồi,
nếu như mà thời điểm này khoảng tầm vài tháng trước á, thì nó có thể là một thứ gì đó mà nhiều người họ sẽ không tin vào sự gọi là sự bùng nổ của nó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chắc có lẽ là chúng ta cũng phải thừa nhận là NFT nó là một cái gì đó rồi. Hiện tại là đã có những collection NFT nó có một giá trị rất cao. Và mình hay nghĩ về NFT nó giống như là những cái hình ảnh hoặc là những cái gì đó mà được value bởi một cái lượng cộng đồng nào đó. Ví dụ như lượng cộng đồng đó càng lớn thì cái value của NFT nó càng lớn. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần như là có nhiều người nói là NFT nó chỉ là cái JPEG thôi. Chỉ cần click chuột phải vô là xong là mình sở hữu NFT đó. Tức là nó là một cái công cụ để lượng hóa được cái giá trị mà cái cộng đồng nó tạo ra. Tức là người ta sở hữu cái NFT, người ta cảm giác là wow, người ta là một phần của cái văn hóa này, một phần của cái community này. Chứ không đơn giản chỉ là việc tôi sở hữu một cái mã như thế này ở trên blockchain thôi, đúng không? Dạ, chính xác. Và bên cạnh đó thì ví dụ như NFT ở trong game á, một số những blockchain gaming thì nó có những cái use case rất là quan trọng luôn. Lấy ví dụ như những con Axie nè, đó, hay là trong Cyborg thì là những con Cyblock chẳng hạn, thì nó sẽ có tác dụng in game. Và đối với những người mà họ tham gia chơi game thì họ cũng nằm trong cái cộng đồng như vậy, nhưng mà họ có thể value được là cái NFT này đối với những cái chức năng này thì trong game nó mạnh hay yếu thì nó cũng sẽ có cái giá trị riêng của nó luôn. Thì mình nghĩ là blockchain gaming nó cũng là một cái nơi để gọi là NFT, cũng như là ví dụ như mình có thể quay lại cái thời gian hồi xưa khi mà mình chơi game thì mình hay phải là bỏ tiền ra mua skin để mà mình có vẻ nhìn có vẻ đẹp hơn. Nhưng mà về cơ bản là cái sự sở hữu cái skin đó là nhiều khi là ai cũng sở hữu được. Trong khi đó là đối với những cái NFT thì nó sẽ là độc nhất trên một cái game như vậy, và chỉ có mình sở hữu được nó thôi. Thì cái tính sở hữu của nó rất là cao, và mình hoàn toàn có thể là có nhiều là quyền lợi trong game hơn, cũng như mình sẽ nên biết phải làm gì khi mà mình tham gia một cái trò chơi như vậy. Sẵn là anh Nathan đang nói về cái vấn đề là sở hữu tài sản trong game á, thì đang khá là thắc mắc đó là ví dụ như giờ em có một cái NFT ở trên game Axie đi, nhưng mà mình không thể cầm cái NFT đó mình qua chơi cái game của Titan được, kiểu như hai cái định dạng tài sản nó sẽ khác nhau, thì đây có phải là một cái rào cản không? Tại vì người ta nói là ồ, tôi sở hữu tài sản ở trong cái game này, nhưng mà thực chất là nó chỉ tồn tại ở trong cái game cụ thể đó thôi. Và khi ví dụ như là một cái game nào đó nó chết đi thì cái tài sản của tôi bản chất ở trong cái game đó nó cũng sẽ kiểu như nó bị ảnh hưởng theo. Thì không biết là có cái hướng đi để giải quyết cái vấn đề này không á? Thì về câu hỏi này thì mình nghĩ là cái cách giải quyết nó chỉ đơn thuần là thí dụ như là mình không muốn chơi Axie nữa thì mình hoàn toàn có thể xem xét, cân nhắc và mình có thể bán đi những cái vật phẩm của Axie để chuyển vào một cái game mới, ví dụ như Titan chẳng hạn. Thực ra mà nói thì mình thấy ở thời điểm hiện tại có một số builder, đặc biệt là về build game ở trong thị trường á, là họ đang cố gắng là họ link một chuỗi game lại với nhau. Cũng có thể là cải thiện được vấn đề như Nguyên nói hồi nãy, đó chính là nó sẽ có khoảng tầm 5-7 game trong một cái hệ sinh thái gamefi của họ, và mỗi game như vậy nó sẽ liên kết tới nhau. Thì ví dụ như mình có thể mang vật phẩm của game 1 đem đi trade game 2, rồi mình có thể có một cái token nào đó sẽ sử dụng xuyên suốt 5-7 trò chơi này luôn. Thì thật ra là đang có những builder đang thực hiện những cái dự định như vậy, và mình cũng đang rất là ngóng là xem coi là ở trong tương lai thì nó sẽ trông ra như thế nào. Nhưng mà về ý của Nguyên nói thì nó cũng khá là hay đó. Ok, rất là đáng chờ đợi những cái builder trong mạng GameFi ha. Thì rồi bây giờ sẽ là một vài cái chia sẻ xoay quanh cái trải nghiệm build trực tiếp, sắn tay áo lên và build của anh Nathan. Thì anh Nathan trước đây là có thời gian làm việc ở một cái quỹ đầu tư, đúng không, trong ngành crypto. Thì có sự khác nhau nào giữa cái việc mình tham gia với vai trò là quỹ đầu tư, mình trực tiếp thẩm định các cái dự án, với cái việc là mình trực tiếp là người build dự án, mình đóng góp vào những cái viên gạch đầu tiên của một dự án hay không? Và có cái trải nghiệm nào mà anh nghĩ là nó có thể hữu ích cho cái quá trình build hiện tại của mình hay không? Thì như hồi mình cũng có chia sẻ trong đầu podcast là
Mình cũng đã có từng làm việc tại Kairos, thì chắc là anh em nào xem video trên Coi Sống Thám TV thì cũng đã thấy mình ở đâu đó ở trên kênh này rồi. Nhưng mà anyway thì trước đây thì mình đứng dưới góc nhìn là của một quỹ đầu tư. Khi mà mình làm việc với những dự án á, thì mình có cơ hội được tiếp xúc với rất là nhiều team. Có những team họ build những sản phẩm khác nhau trong thị trường, từ DeFi tới GameFi và Launchpad chẳng hạn. Thì qua đó mình học hỏi thêm được rất là nhiều những insight trong quá trình mà mình nói chuyện với các bên đối tác, cũng như là tìm hiểu xem là quá trình họ build như thế nào và những khó khăn họ gặp phải. Thì đó là một cái gọi là khá là quý giá nó mang trên mình khi mà trong quá trình mình build Asian A, thì mình cũng gọi là biết được là nếu mà đứng dưới góc nhìn của một quỹ đầu tư á, thì họ sẽ value điều gì, họ sẽ gọi là quan tâm hay họ thích một team như thế nào, cũng như là mình sẽ phải tìm ra được cái gọi là product market fit của mình, coi xem gọi là có phù hợp với thị trường ở thời điểm hiện tại hay không. Và yeah, mình nghĩ là trong cái quá trình mình làm việc với Kairos thì mình có cơ hội được tiếp xúc với rất rất nhiều dự án game. Như hồi nãy mình có chia sẻ là khoảng tầm tháng 10, tháng 11, ở thời điểm đó là nếu như mà em có để ý thì mỗi ngày có khoảng tầm vài game được ra mắt. Ví dụ như nền tảng IDO, Launchpad, họ có thể launch 1-2 game hoặc thậm chí nhiều hơn trong một ngày luôn. Thì điều đó vô hình chung là khiến cho mình trong một thời gian như vậy có cơ hội được tiếp xúc, được trò chuyện với rất là nhiều dự án game. Cho nên là mình cũng thấy là những cái điều đó nó sẽ cho mình những cái insight, và sau này thì nó cũng giúp mình rất là nhiều trong quá trình build sản phẩm và build Asian A. Wow, insight full. Chắc là mình sẽ nói một vài cái nói về một vài cái alpha leak liên quan đến Asian A ha. Thì không biết là trong thời gian tới thì Asian A có những cập nhật gì hay không, hay là có những cái lộ trình hay là roadmap phát triển gì trong thời gian tới hay không. Thì một alpha leak nhỏ nhỏ từ anh Dayton. Thì Asian A thì chắc anh em dạo gần đây thì cũng có biết là Asian A mới xong quá trình gọi là gọi vốn vòng seed round. Là Asian A có công bố hồi tháng trước. Và giai đoạn này là giai đoạn là Asian A hoàn toàn là tập trung vào build, cũng như là làm việc với một số những đối tác về game. Trong 1-2 tháng tới thì Asian A sẽ ra mắt một vài sản phẩm liên quan tới game. Thì mình nghĩ là mình sẽ chỉ chia sẻ được tới đây thôi, và khi mà trong tương lai thì mình có thể sẽ chia sẻ thêm được nữa. Nhưng mà đó có thể là một alpha leak nhỏ nhỏ mà có thể cung cấp cho anh em trên cái discussion. Ok rồi, cảm ơn anh Nathan rất nhiều về những cái chia sẻ, không những là về riêng cái mạng game, về các cái guild, về cái quá trình build của Asian A ha. Thì cái tập podcast tuần này nó cũng dài rồi, thì chắc là để anh Nathan gửi lời chào đến các bạn nghe podcast tuần này. Thì đầu tiên thì mình cũng rất là vinh dự, cũng rất là cảm ơn Nguyên đã mời mình đến ngày hôm nay chia sẻ cùng với tất cả anh em. Mặc dù là tên là podcast DeFi Discussion, nhưng mà mình nãy giờ mình nói chuyện toàn là về GameFi thôi. Thì cái định hướng DeFi Discussion thì mọi người luôn tôn trọng những cái builder, những người mà có những cái plan đi nó dài hạn với thị trường, thì không cần thiết nó là GameFi, nó là NFT hay là bản thân nó là DeFi. Nếu như mà chúng ta là những builder rồi thì DeFi Discussion luôn rất trân trọng những chia sẻ của các vị khách mời xuất hiện trong cái podcast này ha. Và rất là cảm ơn anh em cũng ngồi đây nghe với tụi mình đối với cuối của podcast này. Ok, cảm ơn Nathan rất nhiều về những cái chia sẻ trong tập podcast hôm nay ha. Và cảm ơn anh em đã dành thời gian nghe hết tập podcast tuần này cùng với bọn mình. Và hẹn gặp lại anh em ở những tập podcast tiếp theo.